Vậy bạn có cảm hứng với chính mình không? Bạn có cảm hứng với công việc của mình không? Bạn có cảm hứng với những thứ xung quanh mình không? Chỉ khi bạn quay trở lại chính mình, bạn có cái thứ cảm hứng đó, thì bạn mới có thể trao truyền được nó cho những người khác. Bạn thân mến, có rất nhiều bạn hỏi Tệ An rằng thấy cái nghề của Tệ An rất là thú vị, được truyền cảm hứng này, được chia sẻ này, được giúp đỡ cho những người khác này. Vậy có cách nào để cho một người xuất phát điểm từ bình thường hay là không có gì cũng có thể trở thành một người truyền cảm hứng thành công, cũng có thể làm cái nghề coaching giống như Tệ An không? Và câu trả lời của Tệ An dành cho tất cả những bạn có câu hỏi đó, đó là có thể. Tệ An có thể làm được thì bạn cũng có thể làm được. Và thậm chí bạn còn có thể làm được tốt hơn Tuệ An nữa. Bởi vì Tuệ An cũng có xuất phát điểm khá là thấp. Gia đình không có điều kiện về kinh tế. Lấy chồng sinh con liên tiếp, sau đó bị trầm cảm. Cũng đã từng phải vật lộn với những cái khó khăn và gian khổ của bản thân. Và sau đó từng bước kiên trì bền bỉ vượt lên chính mình. Và có được Tuệ An như các bạn thấy ở ngày hôm nay. Và trong video này tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài những cái bí kíp để nếu như bạn muốn trở thành một người truyền cảm hứng, bạn có thể áp dụng và chắc chắn bạn sẽ có được thành công khi bạn áp dụng. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu về người truyền cảm hứng là gì. Chúng ta phải có cái thứ cảm hứng để chúng ta truyền đi, đúng không? Và chúng ta phải là cái nguồn phát ra cái thứ cảm hứng đó. Vậy bạn có cảm hứng với chính mình không? Bạn có cảm hứng với công việc của mình không? Bạn có cảm hứng với những thứ xung quanh mình không? Chỉ khi bạn quay trở lại chính mình, bạn có cái thứ cảm hứng đó, thì bạn mới có thể trao truyền được nó cho những người khác. Và hãy truyền những cảm hứng tốt đẹp đến với người khác. Với Tuệ An thì ai cũng là một người truyền cảm hứng. Tại vì truyền cảm hứng đâu chỉ là chúng ta đứng ở trên sân khấu, có rất nhiều người vây quanh, chúng ta cầm micro và chúng ta nói một điều gì đó đâu. Chúng ta đang truyền cảm hứng cho chính những người thân của chúng ta mỗi ngày. Nếu như bạn là một người cha, là một người mẹ, có phải bạn đang truyền cảm hứng cho những đứa con của bạn mỗi ngày không? Bạn cũng đang truyền cảm hứng cho song thân phụ mẫu của bạn, cho những người anh em, cho những người đồng nghiệp, cho những người cộng sự của bạn không? Vậy thì bạn là một người truyền cảm hứng rồi đó. Và để làm một người truyền cảm hứng tốt thì bạn đầu tiên cần phải biết hy sinh vì người khác. Bạn phải vì người khác chứ không được vì mình. Để khi mỗi một lời nói ra, mỗi một hành động mà mình làm là vì đối phương á, thì lúc đó bạn sẽ rất có tầm ảnh hưởng lên đối phương. Thế ăn lấy ví dụ nhé. Các bạn bây giờ nghe video này có thể comment xuống dưới giúp cho Thế An xem ai là người có tầm ảnh hưởng nhất với bạn trong cuộc sống không? Sẽ có bạn nói rằng không có ai cả, chẳng ai, tôi là ảnh hưởng với tôi thôi. Nhưng sẽ có những bạn nói rằng mẹ tôi có tầm ảnh hưởng với tôi, cha tôi có tầm ảnh hưởng với tôi, bạn đời của tôi có tầm ảnh hưởng với tôi. Và hãy thử nghĩ xem tại sao những người đó lại có tầm ảnh hưởng với bạn đến vậy. Có phải vì họ rất hy sinh cho bạn không? Có phải bởi vì họ rất vì bạn không? Cha mẹ chúng ta đã hy sinh, đã vì chúng ta biết là bao nhiêu. Để rồi chúng ta có tốt với ông bà hay không thì ông bà vẫn cứ tốt với chúng ta vậy. Thế nên khi ông bà nói ra một điều, chúng ta dễ dàng nghe ngay, chúng ta dễ dàng làm theo. Có thể điều này chúng ta cũng không thoải mái lắm đâu, nhưng chúng ta vẫn làm theo, bởi vì ông bà là người rất có tầm ảnh hưởng với chúng ta. Vậy nên chỉ khi bạn hy sinh vì người khác, chỉ khi bạn sống vì người khác thì bạn mới có thể truyền cảm hứng, mới có thể có được tầm ảnh hưởng nên cái đối tượng đó mà thôi. Còn nếu không á, lúc nào mình cũng vì mình, tôi nói là vì tôi và người khác phải lắng nghe tôi, người khác phải làm theo ý tôi, vậy thì bạn chắc chắn không phải là một người truyền cảm hứng rồi. Điều tiếp theo để biến bạn trở thành một người truyền cảm hứng, đó là việc bạn phải trở thành nhà lãnh đạo. Mà trở thành nhà lãnh đạo là bạn phải làm gương được với những cái điều mà bạn nói. Bạn phải thực hiện được những điều mà bạn nói. Đơn giản như bạn muốn lãnh đạo con mình, bạn bảo nó đừng có chơi game nữa, bạn muốn truyền cái cảm hứng là chơi game không tốt, con đi đọc sách đi, tốt hơn, thì bạn phải làm gương về việc đọc sách,
và ngừng chơi game hay ngừng dùng điện thoại, ngừng lướt Facebook trước mặt con trẻ chẳng hạn. Người ta sẽ không nghe cái gì mà bạn nói đâu, nhưng người ta sẽ xem cái thứ mà bạn làm. Và nếu như bạn làm thật, đó là một việc rất truyền cảm hứng. Và cái điều tiếp theo Tuệ An muốn chia sẻ với bạn để bạn có thể bứt phá và trở thành một người truyền cảm hứng, đó là bạn phải nghĩ xa hơn. Hay nói một ngôn từ mỹ miều, đó là bạn phải có một tầm nhìn rộng lớn hơn, để bạn tin tưởng vào những tương lai tốt đẹp, để bạn tin tưởng vào những cái người tuyệt vời mà bạn có thể trở thành, mà bạn có thể tin tưởng vào những cái điều tốt đẹp mà bạn có thể làm cho cộng đồng. Và bạn có dám nghĩ xa hay không? Bạn có dám nghĩ lớn hay không? Bạn có dám bứt phá mình khỏi những cái suy nghĩ tầm thường về bản thân hay không? Tôi sẽ nói với bạn một sự thật, đó là từ khi bạn sinh ra, bạn đã là một người phi thường rồi. Nhưng đa số chúng ta lại sống một cuộc sống hết sức tầm thường, để rồi chết đi cũng hết sức tầm thường. Và trước lúc mà con người mất đi thì họ thường hối hận, hối tiếc vì những cái gì họ đã không dám làm, họ đã không dám nghĩ tới, chứ không phải vì những cái gì mà họ đã làm. Nên hãy nghĩ một tầm nhìn xa, hãy bắt đầu bằng những cái điều tốt đẹp mà bạn có thể nghĩ tới về chính mình. Bạn muốn trở thành ai? Bạn làm điều đó là cho ai? Vì ai? Bạn sẽ làm được điều gì cho cuộc đời này? Hãy nghĩ thôi. Và nghĩ xong thì hãy nhớ viết xuống. Tại vì Tuệ An vẫn hay nói rằng khi mà bạn viết xuống thì tay của bạn nó sẽ thông với não. Thế là nếu mình nghĩ thì đôi khi nó sẽ trôi tuột đi mất. Nhưng mình viết xuống thì những cái dòng suy nghĩ đó nó sẽ được tuôn chảy rất nhanh. Thế nên một tờ giấy và một cây bút thì đôi khi lại còn siêu việt hơn là một bộ óc thông minh. Và điều nữa mà bạn có thể làm để trở thành một người truyền cảm hứng, đó là sẽ có rất nhiều người truyền cảm hứng khác nhau trong các lĩnh vực. Bạn hãy xác định xem mình muốn truyền cảm hứng trong cái lĩnh vực nào. Hôn nhân gia đình, tình yêu, chữa lành các mối quan hệ, về làm giàu kiếm tiền, về nuôi dạy con cái, hay về bảo vệ môi trường, hay về việc là chúng ta sẽ có sức khỏe tốt hơn. Vậy bạn hãy xác định cái lĩnh vực mà bạn muốn theo đuổi. Cái lĩnh vực này nó sẽ phụ thuộc vào những cái giá trị cốt lõi mà bạn đi theo, phụ thuộc vào cái tài năng mà bạn đang có, phụ thuộc vào những cái nhược điểm, những cái ưu điểm, sở thích và tầm nhìn của bạn nữa. Và khi bạn chọn được cái lĩnh vực đó rồi, hãy tìm xem có những nhà truyền cảm hứng nào ở trong lĩnh vực của bạn mà bạn thấy bạn cũng nhận được cảm hứng từ họ. Bạn nghe họ, bạn cũng thấy mình sẽ sống tử tế hơn, tốt hơn, sẽ hành động mạnh mẽ, mãnh liệt hơn. Hãy tìm đến họ, hạ cái tôi của mình xuống, tìm đến họ, sẵn sàng chấp nhận và học hỏi từ họ. Tại vì nếu như họ là người có tầm ảnh hưởng trong cái lĩnh vực đó, chắc chắn họ phải là một nhà lãnh đạo, họ phải là một người biết sống vì người khác, họ phải là một người đã làm gương đủ lớn, và đương nhiên họ là một người giỏi hơn chính bản thân chúng ta. Nếu như chúng ta chưa có được những thành tựu như họ hiện tại, phải không? Vậy nên hãy hạ cái tôi của mình xuống, tìm họ, học hỏi từ họ, xin nhận được sự giúp đỡ từ họ. Và Tuệ An tin chắc một điều rằng những người truyền cảm hứng và có được thành tựu trong bất kể một lĩnh vực nào trong cuộc sống thì đều là những người rất tử tế và dễ thương. Khi bạn sẵn sàng thì họ cũng sẽ sẵn sàng mở lòng để giúp đỡ bạn. Và đó là một trong những cái cách nhanh nhất để bạn có thể bứt phá bản thân và bước đi trên một con đường được gọi là trở thành một nhà truyền cảm hứng, một người coaching, một người giúp đỡ cho những người khác, nếu như đó là cái điều mà bạn khao khát. Và nếu như bạn chọn con đường này giống như Tuệ An vậy, Tuệ An sẽ bật mí với bạn, đó là con đường này rất hạnh phúc. Con đường này sẽ làm cho bạn vừa phát triển được bên trong mà lại vừa có thể tạo phước ra bên ngoài. Tuy nhiên, trước khi nói đến những cái thành tựu, những cái hạnh phúc mà bạn sẽ có được trên con đường này, thì cũng phải nói với bạn sự thật, con đường này sẽ không trải đầy hoa hồng đâu. Bạn sẽ phải rất kiên trì, bền bỉ, dẫm vào gai vẫn phải bước đi. Chó có sủa ven đường thì nhục nhích của bạn vẫn là phải bước đi trên con đường mà bạn đã chọn. Và bạn sẽ làm được nếu như bạn biết cách quay trở lại với chính mình, khai phá những sức mạnh của bản thân, sống thật tử tế
và giúp đỡ cho những người khác. Trong tháng 9 này, Tệ An sẽ tổ chức một lớp học vô cùng đặc biệt mang tên Nghệ thuật chia sẻ từ tâm. Đây là lớp học dành cho tất cả những ai muốn trở thành một nhà lãnh đạo, một người coaching có thể giúp đỡ người khác xử lý và giải quyết vấn đề của mình. Và tại sao lại là nghệ thuật chia sẻ từ tâm? Bởi vì chúng ta chỉ có thể truyền được những cái thông điệp đầy cảm hứng đến với người khác khi chúng ta nói ra những lời nói chân thành xuất phát từ bên trong, xuất phát từ trái tim của chúng ta muốn giúp đỡ cho người ấy trở nên tốt hơn mà thôi. Và tại sao Tuệ An lại nói rằng đây là một lớp học đặc biệt? Bởi vì chúng ta sẽ học cùng với nhau liên tục trong vòng hơn một tháng. Trong vòng 7 ngày đầu tiên, chúng ta sẽ học chuyên sâu 7 buổi liên tiếp để có những kiến thức, nền tảng, căn bản, có con đường, có cái hiểu đúng đắn về nghề truyền cảm hứng và coaching. Và sau đó bạn sẽ cùng với Tuệ An đồng hành trong vòng 1 tháng tiếp theo. Để trong vòng 1 tháng này, chúng ta sẽ là cái tháng để mình rèn luyện, để mình có những bài tập thực hành, để mình được cọ sát với thực tế, với việc đi giúp đỡ một ai đó, với việc tổ chức những lớp học, tổ chức những buổi talk, những buổi chia sẻ, những buổi trình bày dành cho cộng đồng. Và Tuệ An cam kết với bạn rằng thông qua lộ trình này, bạn sẽ có con đường nhanh nhất và ngắn nhất để bắt đầu bước đi trên hành trình truyền cảm hứng của chính mình với những người xung quanh. Bạn thân mến, nếu như bạn muốn trở thành một người như thế, thì bạn có muốn đồng hành cùng với Tuệ An không? Nếu như bạn muốn, hãy đăng ký lớp học Nghệ thuật chia sẻ từ tâm. Vì lớp học tháng 9 này có lẽ là lớp học cuối cùng mà Tuệ An có thể tổ chức được trong năm 2021. Và thông tin của lớp học thì được có ở đường link ở phần mô tả của video. Tuệ An khao khát được gặp bạn tại lớp học và rất biết ơn bạn vì đã xem video này. Chúc cho bạn luôn sống một cuộc sống ý nghĩa, bình an và tràn đầy cảm hứng.